Đây là muối bọt được làm theo cách của bà một tôi hồi xưa. Không biết ở đây có gia đình nào làm giống kiểu của bà một tôi không? Muối hộp phải rửa cho sạch đó. Đổ nước vô rửa cho nó sạch bùn sạch đó, rồi bỏ cái nước đó đi. Múc nước rửa lẹ lẹ chứ không phải ngâm nha. Muối giờ nó sạch hơn muối hồi xưa. Rồi đổ nước ngâm, ngâm bữa nay là mai mới làm được nó mới tan. Yeah. Sau khi quậy và ngâm qua một đêm thì muối đã tan ra khá là nhiều rồi đó mọi người. Nó cạn, dùng đầy son nó nấu cạn còn chừng ha, một phần son cái con để thử. Cứ để như vậy nấu hoài cho tới khi nó cạn nước là được, không có cần phải đứng quậy liên tục đâu. Nếm thử coi vừa ăn chưa mà Thanh? Nó muối mà nếm vậy? cái con sơ này nó còn thấy nó hơi ấy này. Con lấy cái giá rồi nha, muối ở trong cái giá khô rồi còn trục ra. Nó tự nhuyễn luôn hả bà một? Tự nhuyễn đây, nó rồi là mua làm muối hột. Và sau khi tìm hiểu kỹ lại thì tôi mới biết đây là cách làm muối tinh để lọc bỏ những chất dơ trong muối hột ra. Còn cách làm muối hầm á là cách khác. Mà mọi người cho tôi hỏi, nếu làm muối hầm thì có bị mất luôn cái đế nồi đất không mọi người? Cái hơi nó mặn luôn nè.